Ngày 3 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi. Theo quyết định xử phạt, công ty này đã có 8 hành vi vi phạm hành chính gồm: không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện theo quy định có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe kinh doanh vận tải khách du lịch có hợp đồng vận chuyển hợp đồng lữ hành danh sách hành khách nhưng không đảm bảo yêu cầu theo quy định sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển hợp đồng lữ hành danh sách hành khách kèm theo có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định theo đó, công ty này bị xử phạt với tổng số tiền 91 triệu đồng cho 8 lỗi vi phạm nói trên. Bên cạnh đó, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với thời hạn là 3 tháng. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, trước khi ra kết luận này, Sở đã làm việc với các bên liên quan và cân nhắc rất kỹ, quyết định sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và phía sau là nhiều người lao động, nhưng cần xử lý để làm gương, cảnh tỉnh và chỉnh đốn lại. Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra nhà xe thành bưởi sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của nhà xe này với xe 16 chỗ, khiến 5 người thiệt mạng.